dần chia tay. Anh thì tập kết ra ngoài, em về nối tiếp. Còn bao lâu nữa thì tới Phụng Hiệp hả Quyến? Cũng phải tới chiều. Mấy bữa nay anh Bãi làm gì mà không cạo râu vậy? Em thấy anh Bãi nên để râu luôn tiện hơn. Anh Bãi còn nhớ cái đồn này không? Đồn biển ta. Làm sao anh có thể quên được? Cho tôi một chai nước cam. Dạ. Chú ở Trọng mới về phải không? Chắc chú đợi xe đi Giảng hay Long Xuyên. Xe còn lâu mới có. Chú vào trong nhà nằm nghỉ chút nha. Chú ăn bánh mì đi. Mấy chú cực khổ mới có ngày nay, mà sao tôi thấy phe quốc gia họ chưa chịu hòa bình? Còn lộn xộn nữa không hả chú? Chú phải coi chừng đó. Có mấy chú vừa về đến đây là bị bắt liền à. Chú ăn mặc vậy không hợp với dân thành đâu.
Dạ mời cha vào uống nước. Dạ chào cha. Xin lỗi, có phải ông là kỹ sư luôn không? Dạ phải. Mời ông đi với tôi. Ủa, ông cha đến đón chú đi hả? Dạ, cảm ơn thím. Tôi xin gửi tiền cho thím. Không bao nhiêu, mong chú bình an. Dạ. Ông xa thành thị đã lâu, ông có thấy những thay đổi nào đáng kể không? Nhiều lắm. Tỷ như số ân sinh đông hơn, số lính cũng đông hơn, và thêm khách lạ chắc cũng không ít. Ông muốn nói đến những người Mỹ chứ gì? Họ hết còn là khách lạ rồi, họ là bạn. Bạn hay là chủ? Đây là dùng cái dột thuộc ông Năm Lửa. General Sanford đó đã. Họ sẽ biến mất một ngày không xa. Có sông dài dàm cầu ngày sao có việc thảm sầu xảy ra. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có còn nghiệp xúc nút mà người đến chừng thu ấy phục tùng bá già mới biết cùng này là chừng khi nhà lá một cành. Theo ủy chủ, tôi gửi cho nó mấy lá thơ đầu năm 1852, mãi ngày 12 tháng 5 năm ngoái nó mới trả lời tôi. Sau đó nó gửi tiếp cho tôi 3 thơ nữa. Thơ trước bao ngày giờ nó về thành. Nó ra giá cho chúng ta đó. Nó về thành không với thể yếu, mà cả một chiến công rung chuyển thế giới sau lưng nó. Dầu sao với Hiệp định Geneva, chính quyền và quân đội cộng sản không tồn tại ở Nam Vĩ tuyến 17 được. Chúng ta là kẻ mạnh chứ không phải nó. Em vẫn không tin cái nhãn hiệu quốc gia kháng chiến của nó. Tuy vậy, không có gì phải vội. Hoặc chúng ta thu phục được một cộng tác viên đáng giá, hoặc chúng ta tỏ một tên Việt Cộng với mọi bộ sầu. Thưa đức cha, đã đến.
anh chẳng thay đổi chút nào. Đức cha cũng vậy, con không gặp đức cha đã 9 năm, mà ngỡ mới hôm qua. Trông đức cha khỏe, con mừng lắm. Theo bổn phận công dân và bổn phận dân chúa, con đi kháng chiến. Nay kháng chiến thắng lợi, trước khi trở lại đời sống bình thường, con coi như là đòi hỏi thiêng liêng, phải đến trình diện với vị chủ chăn giáo phận Vĩnh Long, là giáo phận của con, là con chiên, để xin đức cha cho con lời cầu nguyện. Ta nói chuyện với nhau thẳng thẳng vì là chỗ thâm tình. Trước hết, mời anh Luân và đức cha càng ly. Tôi chúc sức khỏe anh Luân, một người kháng chiến trở về. Con xin kính chúc sức khỏe đức cha. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe ông Nhu. Anh Luân có thể cho tôi biết anh quay về với ý định như thế nào? Tôi chú ý ông Nhu hai lần dùng từ trở về, quay về, chỉ trường hợp tôi. Tôi không đi Pháp, không đi Mỹ, tôi ở nước Việt Nam. Trở về, quay về, nếu không định nghĩa rõ, dễ bị hiểu lầm. Thì trước đây anh ở Thành, nay anh trở về Thành, tôi nói theo nghĩa đó. Nếu thế thì tôi rất vui lòng về buổi gặp mặt hôm nay. Tôi không phải và không bao giờ có thể là một thứ hàng thần lơ láo, dù cho như Từ Hải. Nếu anh là Từ Hải thì phải có một nàng kiều. Tiếc là chúng tôi chưa tìm ra một nàng kiều nào. Tôi hỏi nghiêm chỉnh nhé, anh định sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi hòa bình. Tôi là một người lính. Vì là lính, tôi quý trọng hòa bình. Chúng tôi đổ máu để vĩnh viễn chấm dứt đổ máu. Tôi sẽ làm tất cả những gì vì nền hòa bình, sau khi đã làm tất cả những gì vì độc lập. Anh có tin rằng việc làm của anh trong 9 năm là đúng đắn không? Có lẽ ông còn biết rõ hơn tôi là điều tin tưởng đó không phải chỉ riêng của tôi, của những người kháng chiến chúng tôi. Chẳng lẽ ông không tin như vậy? Cuộc kháng chiến lúc đầu phù hợp với nguyện vọng của toàn dân, nhưng càng về sau, cộng sản càng cướp công. Cuộc đấu tranh dân tộc biến thành cuộc đấu tranh ý thức hệ. Xin mời, xin mời. Xin lỗi, tôi đã cười. Ông Nhu có thể cho tôi là khiếm nhã. Một học giả như ông không nên lầm lẫn như những kẻ tầm thường khác. Tôi là người theo chủ nghĩa quốc gia. Tôi kháng chiến từ ngày đầu đến ngày cuối. Không chỉ một mình tôi. Có cần phải kể hết tên những nhân sĩ không cộng sản trong kháng chiến không? E rằng đến cả một cuốn sách, hay hơn nữa, chắc phải đến một pho từ điển. Anh hùng biện quá. Tôi nổi tiếng là người nói dở, chẳng qua tôi bảo vệ sự thật. Thôi, mời quý vị ăn, kẹo nguội hết. Còn cho người Pháp ở với chúng ta, chúng ta chỉ có thể trả giá với họ bằng chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta qua trận Điện Biên Phủ. Con nghĩ, vì sao cuộc kháng chiến lớn lao đó không mang chiếc mũ hồng y về cho giáo hội chúng ta? Anh có cần chúng tôi giúp đỡ việc gì không? Hiện nay tôi chưa thấy cần. Dù sao, cũng xin cảm ơn ông. Cửa văn phòng riêng của tôi, của phụ thủ tướng lúc nào cũng rộng mở. Anh đừng ngại. Cửa tòa giám mục còn mở trước cửa nhà của chú nữa. Đây là một tờ giấy trắng. Nghĩa là thế nào? Hai nghĩa. Quá trắng, quá thật thì đủ. Do đó dẫn đến nghĩa thứ hai là chưa có chữ nào cả. Em xin như thế này, nó khai thật đến mức nói láo, cần phải thẩm vấn lại. Tôi sẵn sàng chịu cuộc thẩm vấn.
Dạ đâu phải thẩm vấn. Xin ông kỹ sư chỉ hiểu lầm. Đức giám mục nghe như vậy thì rầy rà cho chúng tôi lắm. Tôi chỉ mong ông kỹ sư sáng tỏ một vài điểm trong tờ khai lý lịch của ông để tiện việc cấp thẻ kiểm tra cho ông. Thiệt cực chẳng đã tôi mới làm phiền ông kỹ sư. Xin ông cứ hỏi. Xin ông kỹ sư cho biết tại sao ông đang làm trưởng phòng mật vụ lại đổi ra tiểu đoàn. Tôi muốn trực tiếp hoạt động ngoài mặt trận. Đó là do ông tình nguyện hay bị ép buộc? Tôi tình nguyện. Thưa ông kỹ sư, tại sao ông lại không tập kết? Tôi muốn ở lại miền Nam. Ông tình nguyện hay cấp trên ra lệnh? Cả hai. Cấp trên có giao nhiệm vụ cho ông không? Tất nhiên là có. Xin lỗi, ông kỹ sư có thể cho biết là nhiệm vụ gì không? Hình như ty của ông chưa bắt được nghị quyết của xứ ủy. Thưa chưa, chẳng có gì là bí mật cả. Chúng tôi đấu tranh để thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định Geneva. Trước hết là chính quyền hai miền lập quan hệ bình thường, hiệp thương để tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Đài Hà Nội cũng nói như vậy. Tôi đã bảo là không có gì bí mật cả mà. Thưa ông kỹ sư có thể cho biết thái độ của ông đối với chính phủ quốc gia. Một là tôi chưa rõ ông trưởng ty nói đến chính phủ quốc gia nào. Của ông Bảo Đại hay của ông Ngô Đình Diệm? Coi như của thủ tướng đi. Hai là thái độ của chúng tôi như thế nào. Còn tùy thái độ của chính phủ quốc gia đối với đất nước, đối với cuộc kháng chiến vừa qua, đối với những người kháng chiến chúng tôi. Tôi không giấu giếm tình cảm đối với ông Diệm, một người có đầu óc quốc gia. Nếu vì một lẽ gì đó nước nhà chưa thống nhất theo tinh thần Hiệp định Geneva, tôi hy vọng ông Diệm sẽ đưa miền Nam đến chỗ độc lập hoàn toàn, dân chủ và phồn vinh. Sắp tới ông kỹ sư định hoạt động như thế nào? Có thể tôi viết báo, tham gia các tổ chức quần chúng, hoặc đi dạy học. Và cũng không loại trừ khả năng tôi hoạt động bí mật. Thậm chí tôi có thể ra bưng biển cầm vũ khí. Để ông yên tâm, tôi xin báo với nhà cầm quyền là tôi không mang về thành súng, đạn, chất nổ, điện đài. Nếu người ta đề nghị với ông một sự hợp tác, ý ông như thế nào? Dĩ nhiên, điều kiện không thiệt thòi cho ông đâu. Vấn đề không phải người ta dành cho tôi một cái gì đó, mà là đường lối chung, chính sách chung. Đó mới thật là một điều kiện. Đức cha có thấy tay lung này đạo đệ không? Em có cảm giác rằng đây là một phần tử cực kỳ nguy hiểm. Nghe cho hết đã. Sư, tôi sắp hỏi ông một câu quan trọng và mong được nghe một câu trả lời thành thật. Ông có phải là đảng viên Đảng Cộng sản, bây giờ kêu bằng Đảng Lao động không? Tôi biết các ông quan tâm chuyện này. Tôi lấy làm tiếc mà trả lời rằng không. Tôi đoán là ông sẽ trả lời như vậy. Tôi xin phép nêu lên hoài nghi của mình. Làm sao Diễn Minh dám trao cho một trí thức thuộc một dòng tộc dân Tây cầm đầu cơ quan mật vụ và sau đó cầm đầu một đơn vị quân đội quan trọng nếu người đó không phải là đảng viên? Nghi ngờ là quyền của các ông. Với tôi, việc tôi chưa là đảng viên Đảng Cộng sản lại rất đơn giản. Tôi còn tin Chúa mà điều lệ đảng đòi hỏi người đảng viên phải vô thần. Tôi không thấy có gì trở ngại đối với một người ngoài Đảng Cộng sản thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ lệnh Nam Bộ trước đây, Trung tướng Nguyễn Bình là ủy viên Trung ương Quốc dân đảng, Giám đốc Sở Công an Nam Bộ Diệp Ba là một lãnh tụ Việt Nam độc lập đảng. Đó cũng là trường hợp ông Kha Vạn Cân, Nguyễn Thành Vĩnh, Trương Văn Giàu. Tổng thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ là ông Trần Bủ Kiếm, một lãnh tụ Đảng Dân chủ. Tại địa phương này, tỉnh Vĩnh Long, Liên Trung đoàn trưởng Đặng Văn Thông là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Chú có thắc mắc được không? Lạy Chúa, nếu nó là đảng viên cộng sản thì tôi là người đầu tiên bảo chủ xiên cổ nó ngay. Về lý, trả lời như hắn không còn cách nào có thể minh bạch hơn. Em nhắc lại là về lý. Cho hỏi câu cuối cùng. Ông chưa phải là cộng sản, vậy ông thích đảng cộng sản không? Nếu không thích đảng cộng sản, làm sao tôi kháng chiến suốt 9 năm? Rất cảm ơn ông kỹ sư. Vài hôm nữa, ông sẽ có thể kiểm tra. Ta cần người như anh chàng này, rất cần. Thưa đức cha nên thúc đẩy cho sự gắn bó của anh ta với đức cha chặt hơn, có tính cách gia đình hơn. Tỷ như
nhận anh ta làm con nuôi. Một ván bài lý thú, một ván bài mà tất cả các con bài đều lật ngựa. Chú đã tin nó rồi chứ? Tin à? Sao anh phí phạm lòng tin đến thế? Mà đúng, em tin, em tin ở chúng ta. Bây giờ cần tết rồi, ra dưới ngày rồng tháng dài, chú Nhu sẽ bàn thảo công việc với con. Con nên nghỉ ngơi, nhiều năm cực khổ quá rồi. Cảm ơn cha. Chính phủ của ông Diệm từ khi thành lập đến nay đã làm được khá nhiều việc. Con biết. Xong loại các ông Nguyễn Nhân Xuân, Bùi Kiến Tính ra khỏi chính phủ, loại ông Hinh ra khỏi quân đội, chưa phải là đã xong mọi bất trắc. Kể lâu dài cũng không thể chỉ dựa vào dân di cư. Chính phủ của ông Ngô Đình Diệm phải xóa bỏ các ấn tượng trong mọi người, đó là chính phủ Thiên Chúa Giáo. Và ông Diệm phải dựa vào số giáo dân di cư. Sau cùng, điều thật cốt yếu là chánh thể quốc gia ở đây phải có một chủ thuyết. Không có chủ thuyết, mọi cố gắng đều như bèo bọt. Viện trợ Mỹ không thể bù lấp được lỗ hổng thiếu chủ thuyết. Cái khó không phải là những mẹo vặt, cái khó là chủ thuyết. Một chủ thuyết khả dĩ khai quật sức mạnh quốc gia. Chủ thuyết? Đúng rồi, cái mà ta thiếu là chủ thuyết. Đức cha bảo hắn đến gặp em ngay. Các vị thân hữu, thưa các anh chị, hôm nay với tư cách cá nhân, tôi mời các vị, các anh chị đến nhà riêng dùng bữa cơm đạm bạc để cùng tôi mừng các bạn của chúng ta ở Bưng Biền vừa về thành. Tôi xin giới thiệu người đồng hương xa đét với tôi là bạn Ngọc, Cò Mỹ Ngọc. Bạn Ngọc là nhân vật cao cấp của chính phủ kháng chiến ở Nam Bộ. Một nhân vật thứ hai không phải người đồng hương của tôi, nhưng là người tôi mến mộ đã lâu, một trí thức nổi tiếng, kỹ sư Robert Nguyễn Thành Luân, trung đoàn phó quân đội kháng chiến. Cô ca sĩ Hồng Kông lại sang đây đó. Nhà tôi nói ông kỹ sư có biệt tài về bắn súng phải không? Dạ, chắc tại ông nhà quá khen. Sư
anh đề phòng của mụ Lê Xuân hấp hậu, tướng hình vì mụ ta mà thất điên bát đảo, quốc tưởng cũng không thoát. Kaji, trong phải đoàn tướng Odanien đó. Đó là thiếu tá De Sauvin, tùy viên của tướng Bonelli đó. Đây là lúc ông kỹ sư nên cho mọi người thưởng thức tài nghệ của ông. Tôi chỉ sợ làm trò cười cho mọi người. Vả lại tôi không có súng. Người ta gọi đây là súng bắn ghen. Với anh Nhu nó thất nghiệp, nhưng với ông kỹ sư tôi nghĩ nó có chỗ dùng. Sư cầm theo con dao để làm gì vậy anh? Tôi cũng không hiểu. Để coi. Thưa các vị thân hữu, thưa các anh chị, vừa rồi thiếu tá James Casey và thiếu tá De Sauvin còn giải ý giúp vui chúng ta bằng tài nghệ bắn súng điêu luyện. Để đáp lại, ông bạn của chúng ta kỹ sư Nguyễn Thành Luân sẽ biểu diễn một lối bắn độc đáo. Thưa quý vị, anh Luân sẽ bắn một phát trúng đích vào lưỡi dao. Viên đạn sẽ bị chẻ làm đôi và sẽ trúng hai quả bóng hai bên. Xin mời anh Luân. Hân hạnh gặp ông kỹ sư. Dạ. Tôi là Lại Hữu Tài. Dạ. Xin mời ông vào. Mời ông ngồi. Phần thưởng của Ngô Đình Diệm cho ông đó phải không? Vì sao ông có ý nghĩ đó? Chẳng lẽ anh chị tôi không cho tôi nổi một căn nhà như thế này sao? Tôi nghe nói nhiều về ông và rất lấy làm tiếc cho ông. Chúng ta đều là người quốc gia kháng chiến cả. Chúng tôi về trước, ông về sau. Công của ông dày hơn chúng tôi, vậy mà chúng tôi quyết không kêu giặc bằng cha. Cái giá 9 năm kháng chiến hạ đến mức đó sao? Mỗi người có cách xử sự việc của mình theo ý riêng. Tôi không rõ ông cố vấn đến đây chỉ để sỉ giả thôi, hay còn định bàn bạc chuyện nghiêm chỉnh.
Tôi có quyền gì mà sỉ giả ông? Chẳng qua nghe ông bán mình cho gia đình họ Ngô nên thương hại ông mà nói nhiều lời thôi. Ông đã mua vé thượng hạng vào xem một vở tuồng sắp hạ mạng. Ông ngỡ gia đình họ Ngô mạnh. Tổng tham mưu trưởng đâu có thuộc di cánh của họ. Quân lực của họ có gì? Ông nên nhớ các giáo phái đang làm chủ tình hình. Những điều ông nói, xin lỗi ông, không liên quan gì đến tôi. Sao không liên quan? Ông là một trí thức kháng chiến, tôi không muốn nói quanh co. Tại sao ông không hợp tác với chúng tôi? Tôi sẵn lòng hợp tác với bất kỳ ai, mưu lợi ích cho dân, cho nước. Cụ thể là chúng tôi mời ông tham gia ban cố vấn chính trị của Liên Quân Giáo Phái. Hiện ban cố vấn đã có các ông Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng. Ông thấy đó, toàn nhân vật danh tiếng cả. Tôi chưa có thể trả lời các ông ngay được. Tôi còn suy nghĩ, vả lại tôi không thích cảnh sâu xé. Tất nhiên, ông cứ suy nghĩ. Nhưng tôi xin nói trước, ông đừng chờ họ Ngô sụp đổ rồi mới đến gõ cửa chúng tôi. Dân Bình Xuyên thích làm anh em với thiên hạ chứ không ham làm cha. Điều mà các ông có thể chuộc lại tội lỗi từ lâu, khiến thiên hạ ai cũng oán giận, là các ông hãy hành động cho chín chắn. Các ông nói nhiều quá. Anh là người điện thoại cho tôi hôm qua hả? Đúng. Tôi hẹn gặp anh ở đây. Vì hôm nay là ngày thường, sở thú rất vắng vẻ. Chắc anh quên tôi rồi. Tôi là Mạch Điền. Hồi ở khu 9, khi họp hội nghị dân quân chánh, tôi thấy anh. Tôi cũng vừa về thành hồi tháng 5. Hiện nay tôi dạy học ở trường Kiến Thiết, cùng một số đồng chí tập vào trong nhóm, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thành ủy. Có lẽ ta nên nói thẳng vào đề. Anh cần gì ở tôi? Tất nhiên, nếu không thật cần, tôi đã không hẹn gặp anh. Nguyên tắc bí mật mà. Có một việc khẩn với phong trào thành phố, đó là việc cực kỳ nguy hiểm. Thôi, chúng ta về đi rồi nói chuyện. Trong nhóm chúng tôi có mấy người bị công an bắt. Nghe đâu họ bị tra tấn ngày đêm. Nếu không gỡ họ ra, họ khai báo, thì cơ sở sẽ tổn thất không biết tới đâu mà nói. Nhất là những cơ sở võ trang. Thật ra thì tụi này lo cho anh nhiều. Anh vừa sự tin cậy của gia đình Diệm. Đảng cần anh tồn tại trong lòng địch, càng lâu càng tốt. Số bị bắt kia hình như biết anh, biết cả nhiệm vụ của anh. Nơi nào đặt điện đài, tụi này làm gan để báo động anh. Tốt hơn hết, anh dùng cách nào đó can thiệp với lại Văn Sang, trả tự do cho số anh em ta. Danh sách này. Gây go quá ha. Gây go, đúng vậy. Tôi nói gây go là gây go cho anh kìa. Không, dĩ nhiên. Chúng tôi gặp khó khăn lớn rồi. Song đáng lo là anh. Không đâu. Đáng lo là anh sẽ không biết phải trả lời như thế nào với bác sĩ Trần Kim Tướng à. Hoặc với ông Nhu cũng nên. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh non lắm. Nói chung là màn kịch dàn dựng kém. Diễn viên đều quá tồi. Về nói lại với bác sĩ Trần Kim Tuyến hoặc ông Ngô Đình Nhu là tôi nói như vậy đó. Từ nay anh miệng cho tôi chữ ông cổ vẫn. Mặc kệ quan hệ giữa Đức Giám Mục với anh, tụi bọn mình không chênh lệch bao nhiêu. Anh cứ gọi tôi bằng anh cho thân. Nếu anh cho phép, tôi xin báo danh là Lại Hữu Tài có đến nhà tôi. Thế à, hắn ta nói chuyện gì? Y chửi tôi một trận. Cũng chẳng có gì đặc biệt.
họ đang sửa soạn ráo riết hành động. Các bọn công an xung phong, thêm người, thêm súng, người Pháp đứng sau lưng họ. Chúng tôi nắm đầy đủ tài liệu không chỉ riêng gì Bình Xuyên, còn Cao Đài, Hòa Hạo và nhóm Jean Leroy, một số tướng tá Việt trong quân đội Liên Hiệp Pháp. Chúng tôi đánh phủ đầu họ. Anh biết tin thiếu tướng Trình Minh Thế, lãnh tù Cao Đài Liên Minh, tuyên bố ly khai với đường lối của ông Tắc, dẫn 5.000 quân về hợp tác với chúng tôi rồi chứ. Thì 3.000 quân nào phải ít. Dù cho dưới con số đó, thì đây vẫn là cú đau đối với họ. Hình như họ hy vọng phía các anh tiếp tay khi họ phát họa. Tôi biết một người của các anh đang làm sợi dây nổi giữa Bình Xuyên với mật khu. Cái ông bạn đồng hương với Lại Văn Sang đó. Phía các anh ủng hộ họ để làm gì? Tôi tin anh sáng suốt hơn. Làm sao họ lật đổ nổi chúng tôi phải không? Nói cho vui, anh chẳng liên quan gì đến họ. Sao? Nơi ăn ở tốt chứ? Đã gọi là thân tình mà người của các anh ngày đêm không rời tôi một phút. Nhất cử nhất động của tôi đều đặt dưới sự kiểm soát của anh, nhưng tôi không lấy đó làm phiền đâu. Anh không cần người bảo vệ sao? Bảo vệ kiểu tình mạch điện thật không lấy gì làm thú vị. Xin lỗi anh vậy. Anh yên tâm, từ nay những người đó chỉ có nhiệm vụ canh gác an toàn cho anh mà thôi. Anh còn điều gì bực mình nữa không? Bực mình thì không, yêu cầu thì có. Anh cứ nói. Tôi cần một xe và một tài xế. Có lẽ thế này, xe anh sẽ có, còn tài xế thì do anh tự chọn lấy. Không cần, anh cứ bảo cơ quan bảo vệ của anh cử tài xế. Tôi không muốn vượt quá giới hạn của sự tin cậy. Tại anh nhé, sau này anh đừng có chửi tôi là cho mật vụ kè kè theo anh. Thưa ông cần đi đâu ạ? Anh đưa tôi ra tòa đối chánh. Tôi muốn làm quen với ông đô trưởng Trần Văn Hương. À, anh có giấy phép đặc biệt không? Dạ có. Anh vừa di cư vô phải không? Dạ phải. À, quên hỏi, anh tên gì? Thưa Vũ Huy Lục ạ. Vợ con có cùng vào với anh không? Thưa không, vì gấp quá. Thank you.
Thank you.
đại tá, Tương Minh đã đến. Dạ. Tình gì đại tá? Mẹ, có chuyện đó làm cũng không sao. Kêu thằng Khánh lên tao biểu. Dạ. Lily, biểu mấy đứa đấm bóp cho anh. Dạ. Lina. Dạ. Đại tá kia em phải không ạ? À? Mày biết mặt kỹ sư Nguyễn Thành Lưng không? Dạ biết. Bằng bất cứ giá nào mày phải bắt cho được tên Luân về đây, nhưng tránh đổ máu. Dạ. Thưa ông, có điện thoại của ông cố vấn từ Sài Gòn gọi ra. Của ông cố vấn nào? Dạ, cô ông Tài. Em vào nghe điện thoại giùm anh. Dạ. Chú Tài nói lệnh của thiếu tướng biểu anh bỏ dù Nguyễn Thành Luân. Chú tướng cho anh về Sài Gòn ngay. Tội nghiệp ngộ mà lùng cho ngộ ly tổ lắng. Một triệu lòng liệt liệt ngộ chồng liền bây giờ. Chồng liền bây giờ. Vậy là khôn. Hẳn giàu nhiệm thiên đường của mày. Hốt cho bạc triệu mỗi ngày, góp cho Bình Xương đánh Ngô Đình Diệp. Có bao nhiêu đó mà còn can cửa hả? Đừng lưỡng lự nữa cô em. Cô em là ca sĩ, kiếm mỗi đêm bất quá vài chục bạc. Thiếu tướng xem cô em hát một lần, ổng mê liền. Cô em chịu ngủ với thiếu tướng một đêm là có 30.000 ngay. Thôi, 40.000 được không? Còn nếu không chịu thì ở luôn đây. Không phải chỉ hầu ông thiếu tướng, mà còn giúp vui cho lũ công an xung phong, chẳng có xu mẹ nào hết. Thằng Diêm thật chó đẻ. Nó ra lệnh đóng cửa đại thế giới, nó bóp cổ tụi mình đó. Tao nói thật, quyết ăn thua đủ với nhà Ngô phen này. Lý Cài, nị về nói với mấy xì thổ đừng sợ. Sòng đề của nị vẫn cho sổ đều đều. Biểu tụi nó bắt thêm đèn cho sáng. Còn anh Sáu Thân, anh mới về với tụi này, cho anh lập công ngay. Tụi giao cho anh nắm một đại đội đóng phía chợ An Bình. Thể có động, anh cho nổ vô bất cứ bọn nào tới giải tán đại thế giới. Dạ. Mẹ, người ta làm mệt, có một chút giải trí đó mà cũng cấm. Anh ba khỏi lo, em dám cam đoan, đứa nào muốn vô giải tán đại thế giới phải bước qua xác em. Alo. Dạ, anh Bảy đó anh Bảy. Dạ. Em qua liền. Dạ. Dạ. Thiếu tướng kêu tao qua tổng hành dinh bây giờ. Mọi việc tụi bay theo đó mà làm. À, nhắc phòng số 5. Con gì đó? Con ca sĩ Lệ Chiêu. Đêm nay phải qua hầu thiếu tướng. Dạ.
Đây là những suy nghĩ sơ bộ. Cách mạng Pháp có khế ước xã hội, cách mạng Trung Quốc có tam dân chủ nghĩa, Hitler có thuyết không gian sống, cộng sản có chủ nghĩa cách mạng. Ta phải có cái gì chứ? Anh thường lưu tâm việc này. Tôi coi như ý kiến của anh tạo cơ sở cho sự hợp tác lâu dài giữa chúng ta. Nhìn đôi giày của bản thảo, tôi tin là tác giả đã tốn nhiều tâm tư. Tôi sẽ cố gắng. Anh đã vào Đài Thế Giới chưa? Chưa à? Nên vào một lần cho biết. Nó không còn sống mấy bữa nữa. Có thể nói rằng các tay chủ chứa cơ bạc, các tay anh chị làng giao búa, bọn chính khách salon, di sản của chính sách thuộc địa Pháp đang điên cuồng chống lại chính phủ. Theo dò hỏi dư luận các giới đô thành đều hoan nghênh chủ trương dẹp sông bạc này. Lại Văn Sang cho một đại đội trang bị đầy đủ, sẵn sàng bắn vào nhân viên công lực khi đến đóng cửa sông bạc. Thật là một bọn ngu xuẩn. Theo tôi thì bọn ngu xuẩn đó đáng được Thủ tướng tuyên dương là khai quốc công thần của nền Cộng hòa miền Nam này. Giả sử thực dân Pháp biết điều, giả sử thôi, chứ đã là thực dân thì làm sao biết điều cho nổi. Từ năm 1945 Pháp nhận nước ta độc lập thì ông Diệm chắc lưu vong suốt đời này đất khách. Mối thù bị Phạm Huỳnh hạ bệ khi xưa đành đào sâu chôn chặt. Giả sử nếu không có một bảo đại, chỉ biết nghĩ đầm và săn bắn, một Trung tướng Hinh nói tiếng Tây thạo hơn tiếng ta, một Bảy Viễn giỏi chữ thề hơn làm chính trị, không có những năm lửa, hai ngoán, ba gà mổ, thì buổi khởi đầu của ông Diệm phức tạp hơn ngàn lần. Cứ tấn công vào Đại Thế Giới, nhưng đừng quên cảm ơn họ. Họ cho chính phủ một cái cớ vô giá. Bình Xuyên ức hiếp dân, phải trị Bình Xuyên. Một cố gắng tối thiểu đạt một kết quả tối đa. Anh nói đúng. Anh giữ mà dùng. Tôi không rõ anh thích hoặc quen dùng loại nào. Đây là P-38. Nếu anh muốn thứ khác cũng có. Rờ Minh Tông, Côn, Beret. Tất nhiên là từ các nhãn hiệu Nga Xô, Trung Cộng. Cảm ơn anh. Loại nào cũng được. Hiệu súng, nước sản xuất súng, không quan trọng. Đúng. Quan trọng là người bắn. Về điểm này tôi phục anh. Bắn hay cũng chưa quan trọng, quan trọng là bắn vào đâu. Nếu anh đồng ý, hiện nay không phải vào anh hay vào tôi. Nói cho vui vậy, công an xung phong đang chủ trương ám sát hàng loạt nhân vật trong các giới để gây hoang mang và đổ lỗi cho chính phủ. Họ chẳng ưa gì anh. Anh nên cẩn thận. Họ sợ gì mà không chào nhà anh, xe anh bằng vài chục kilo TNT, ngay cả câu chữ Y mà họ còn tính cho nó sập với hơn một tấn thuốc nổ, ghê không? Làm thế nào mà đánh sập cầu chứ y cho nổi? Anh coi thường anh em tôi, vì anh cho Bình Xuyên chẳng nước non gì. Tôi đồng ý, thanh toán họ không phải quá khó, nhưng cũng không dễ. Họ có cả người nhái nữa. Một gã người nhái vừa từ bưng biển về, quy hàng Bình Xuyên. Tôi đang tìm hiểu tay này. Ông sao là người nhái hả? Đúng, tôi là người nhái. Ông Sao cái gì cũng giỏi hết trơn hết trọi. Ông Sao làm quan cho Nhật Minh được mấy năm? 6 năm. Năm 52 ghét tôi chỉ huy tiểu đoàn về xã Tí Phải trồng khóm. Ông Sao ở Cà Mau lại làm quan trong Trung Hoàng 58, chắc là biết ông Luân. Luân nào? Phải kỹ sư Nguyễn Thành Luân không? Phải giỏi. Xinh xắn quen với y à? Biết sơ sơ. Chắc ông Sáu dặn. Xinh xắn biết hiện bây giờ y ở đâu làm gì không? Biết chứ. Ông Luân lăng làm việc với ông cố vấn Ngô Đình Nhu, rất được tin cậy. Nhà ông ở đường Thêmene số 215. Cảm ơn xinh xắn nhiều. Tôi phải đi vô an bình. Ủa? Sao ông Sáu bảo hôm nay giao cho bọn làng em, còn ông Sáu ở đây cho suốt lên mà? Tôi nhớ lại là quên chưa dặn bọn đàn em canh gác cẩn thận. Đêm khác nghe xin xác. Còn vụ kia sao?
Dù gì? Tiểu phụ. Đẹp lắm, nhưng tôi phải đi xin sáng. Đêm khác vậy. Alo, dạ X15 đây. Cho tôi nói chuyện với ông cố vấn. Mời quý vị mua vé vào xem, mua vé vào xem. Bỏ qua đó, bỏ qua đó, bỏ qua đó. Đóng xem chốt cửa quỳnh tiền và bức cảnh quỳnh tiền. Ai giống siêu nổi tiếng quá. Thầy yêu thích của giới phát nhận cái đài. Hôm nay trên sân võ đài giới giới ai giống siêu quỳnh cảnh của bóng người gặp nhau. Bóng người hồng bóng cửa đã sống xét. Quý vị mua người ha, quý vị mua vô cùng táo bạc. Bán heo bán lần mưa tài chiếu. Thầy chị ơi, thầy chị đó. Không gian mùi cỏ dài mơ màng trong đêm vắng, nước giếng trong giữa đồi cát mình ánh nguyệt mờ soi đôi bóng vào kề. Dưới trăng khuya tôi với em quay gánh ra về, giữa không trung với tiếng sáo dịu khoan nhạc như tiếng hẹn hò của đôi mạnh tình quê. Quán Thiên Nga, em trước tôi sau cùng sanh vai nhau đi giữa đường mòn đến chỗ ngã ba. Anh cải trang giỏi thật. Anh không gọi, không thể nào tôi nhận ra. Tôi đã dò được người của Nhu thâm nhập vào Bình Xuyên. Đó là tên Quan Kiều Lý Cai. Lại Văn Sang tin cậy Lý Cai lắm. Đồng thời báo cho biết tên Sáu Thương vừa nhập bọn Bình Xuyên và được giao nhiệm vụ bảo vệ khu đại thế giới này. Anh nên cẩn thận. Hóa ra tên người nhái mà Nhu nói là Sáu Thương à? Nhu cũng đã biết tin này à? Tôi nó nghi danh rồi đó. Tốt nhất anh lắng nơi nào đó.
Tóm lại, anh tạm nằm yên, bí mật. Tình hình còn lâu dài. Tôi cũng biết vậy. Nhưng thương anh em lính tráng bên dưới của Bình Xuyên, bọn cầm đầu dễ chạy, tàu của Pháp chật ngoài khơi. Tôi có chỉ cho một số người tốt như anh Bảy Mông con đường thoát. Tránh được xung đột là hay hơn hết. Đánh nhau trong thành, chết chóc, tan nát. Đồng bào vô cớ bị lây. Tôi ráng ngăn chặn, nhưng có mọi khó. Anh Nam Diệm muốn khai thác sự ngu xuẩn của Bảy Viễn. Bảy Viễn muốn nhân Diệm còn yếu mà quật. Đằng sau hai phe là Mỹ Pháp. Đây chưa phải là màn chóng. Anh đừng nóng ruột. Ngồi yên, đừng quay lại. Tên Lý Cai đang đi dạo. Tôi phải đi, có gì cần tôi sẽ liên lạc với anh theo lối cũ. Anh ra sao? Cẩn thận tên Sáu Thân. Theo tôi, nó là mối đe dọa đối với anh hiện nay đó. Chuyện thì đã rõ, các đồng chí đều có ý kiến cả rồi. Cái khó là đồng chí Sáu Thân không nhận. Tôi đề nghị đồng chí chính ủy phát biểu. Anh Sáu có điều gì cần nói trước khi kết luận không? Trái thủy lôi đặt ngay vào nhật nguyệt không nổ, để tàu Tây chạy thoát. Lúc đầu anh Sáu báo cáo là dây lửa bị ẩm, đã kiểm tra tại chỗ cho thấy dây lửa vẫn tốt. Anh Sáu nhận là ngủ quên không ra lệnh châm điện. Đợt kiểm tra tiếp sau phát hiện trái thủy lôi chưa hề được gài dưới sông. Cả đại đội làm nhiệm vụ, các điểm khác đều hoàn thành. Riêng tại đây, anh Sáu trực tiếp phụ trách lại thất bại. Hôm đó, anh Sáu ăn uống ngay ở bờ đập, chiều tối còn gầy sòng đánh bạc ăn tiền. Có người nhắc, anh Sáu chẳng những không nghe mà còn hăm bắn. Tại hội nghị này, ai nấy đều cạn lời, mong anh Sáu hồi tâm. Nhưng anh Sáu vẫn không chịu nhận sai sót. Mấy anh khỏi mất công mổ xẻ tôi. Tôi vậy đó, quý báo gì cái chức đại đội phó mà nặng nhẹ tôi. Kỷ luật gì thì kỷ luật đại cho rồi. Khai trừ bỏ tù hả gì cũng được. Khuya thấy mẹ rồi, tôi đi ngủ đây. Đứng lại. Đây không phải là lần đầu anh phạm lỗi. Anh đã thách thức sự kiên trì giáo dục của đảng và quân đội. Bây giờ anh định thách thức cả sự cứng rắn của kỷ luật xã hội hay sao? Anh định tự sát hả? Anh thừa biết tài bắn súng ngắn của anh luôn rồi chứ. Công việc của anh rất nguy hiểm đấy. Nội bộ địch đang rối, phe phái mâu thuẫn lung tung. Cần khai thác làm cho địch rối thêm, để hỗ trợ cho phong trào cách mạng quần chúng. Anh có nhiều thuận lợi đấy. Nên biết chỗ mạnh của mình, phải kiên trì, phải nhìn xa. Đó, tôi dặn thêm anh mấy điều, đảng tin cậy anh. Đối thủ chính của anh là bọn tình báo Mỹ đó. Xin lỗi, vào nhà mà cũng xin phép trước.
Sáu gặp tôi chẳng có chuyện cần. Ông kỹ sư không ngạc nhiên tại sao tôi vào được đây? Không giấu gì ông kỹ sư, vừa được tin tức về ông kỹ sư là đàn em đến thăm ngay. Trước là thăm sức khỏe ông kỹ sư, sau là báo tin về ông hay. Có nhiều kẻ rất nóng lòng muốn biết rõ về ông kỹ sư. Trong đó có một tên Hoa Kiều người nhỏ nhắn. Hắn có thể trả giá rất cao để chỉ biết một điều. Điều duy nhất mà ông kỹ sư giấu tất cả mọi phe phái, và cũng là điều duy nhất mà tất cả mọi phe phái muốn biết. Đó là ông kỹ sư có phải đảng viên Đảng Cộng sản không? Tốt hơn hết là anh nên đi vào vấn đề chính. Anh muốn gì? Từ hồi nào tới giờ Sáu Thương này vẫn phục đàn anh Nguyễn Thành Luân, vì thế không ngần ngại đến báo tin để ông kỹ sư đề phòng. Sau nữa là mượn tạm ông kỹ sư một ít tiền xài, vì nghe đâu dạo này ông kỹ sư làm ăn khá lắm. Anh biết không anh Sáu Thương? Tôi có thể bắn chết anh rồi hô lên là anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ông kỹ sư có thể làm như thế, nhưng tôi biết chắc ông không làm, vì một lý do rất giản dị. Nếu tôi bị bắn chết tại nhà ông thì chỉ càng làm rõ thêm điều mà ông cố che giấu. Anh cần bao nhiêu? Đợt thứ nhất 10.000 đồng, nghĩa là còn nhiều đợt khác. Ông kỹ sư chắc còn làm ăn được thì còn có thể giúp đỡ đàn em. Đồng ý, nhưng với số tiền lớn như thế thì tôi không có sẵn. Anh bằng lòng nhận chi phiếu vậy? Không chi phiếu, tôi thích tiền mặt hơn. Hẹn kỹ sư tối mai tại Arkansas vậy. Bây giờ xin chào kỹ sư. Alo, xin lỗi anh, Luân đây. Tôi đang ở nhà. Dạ có. Tôi vừa từ Đại Thế Giới về. Tuy đã khuya nhưng có việc gấp. Vậy à? Anh làm việc tới 1 giờ sáng kia à? Tôi định xin phép anh ngày mai gặp ông Sang, ông Tài. Tôi muốn khuyên họ là nên tuân theo lệnh của chính phủ, đóng cửa Đại Thế Giới, đừng để đổ máu vô ích. Khỏi bởi lung lay cả tượng rừng xanh này lắm. Nhưng thôi, tùy anh. Anh cũng nên đề phòng. Anh có cần mơ duy gì đặc biệt bảo đảm cho anh không? Không à, thật lòng tôi lo lắm. Thử thời vâng à. Được, bon chance.
Chào đại tá. Chào ông kỹ sư. Dạ. Mời ông ngồi. Trước hết, thay mặt thiếu tướng đang bận công vụ trên Tây Ninh, tôi mời ông kỹ sư cạn ly với anh em tôi. Tôi đường đột đến thăm các ông. Một là để thăm các nơi làm việc của thiếu tướng Lê Văn Viễn. Hai là muốn mạnh dạn thưa với các ông về vụ Đại Thế Giới. Chắc ông nhu cử ông kỹ sư qua đây làm thuyết khách. Muốn gì về Đại Thế Giới cũng được, trừ việc đóng cửa nó. Anh nghe ông kỹ sư nói cái đã. Thiệt là tôi định thưa về việc đóng cửa Đại Thế Giới theo lệnh của chính phủ. Lệnh của chính phủ nào? Lệnh ăn cướp, ông biết chưa? Công phu của chúng tôi đổ vào khu Đại Thế Giới biết bao nhiêu. Trước nó bằng nắm tay, bây giờ đồ sộ như vậy đó. Tôi biết, nhưng đừng nên vì chuyện nhỏ mà đụng chạm thành chuyện lớn. Theo tôi, nên giữ hòa khí là tốt hơn hết. Nhịn thét đây rồi họ trèo lên đầu này. Chuyện Đại Thế Giới không nhỏ đâu. Những việc ông tổng giám đốc nói, sao không bàn trong chính phủ? Bàn hoài nhưng có ai thèm nghe đâu. Biết là gây cấn đó, nhưng ông Diệm đẩy chúng tôi vào thế, không chống lại không được. Khu Đại Thế Giới làm cho các ông mang tay tiếng không ít. Nếu chấm dứt được, cũng có cái hay cho các ông. Các ông nên suy nghĩ lại. Không đời nào, tai tiếng của Bình Xuyên sao bằng tai tiếng lừa thầy phản bạn của chí sĩ nhà ông. Dù sao, tôi này cũng cảm ơn ông kỹ sư đã lo lắng. Mời ông cạn một ly nữa. Rất tiếc tôi không đủ tài để ngăn chặn đổ máu. Tôi hy vọng các ông nhớ xin mặn đồng bào. Chào đại tá. Chào ông cố vấn. Chào ông kỹ sư. Chào ông kỹ sư. Tôi biết hết rồi. Anh thấy chưa? Đâu phải lúc nào lá bùa kháng chiến của anh cũng linh nghiệm. Thôi thuyết khách tạm lùi về phía sau, để Đại Liên nói chuyện. Cái gì? Anh muốn gặp Sao Thưng à? Được. Được. Sáng kiến đáng giá đó. Chỉ 10.000 đồng thôi à? Được. Tôi sẽ cho người mang tiền qua cho anh ngay. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Hồi đó tôi thù ông lắm ông kỹ sư. Tôi định bụng có ngày nào đó tôi giết ông mới hả. Bây giờ thì hai đứa đều biết làm ăn cả. Uống đêm sao? Hồi đó phận sự tôi buộc tôi phải vậy. Hỏi thiệt ông kỹ sư nha, hiện giờ ông thuộc phe phái nào? Ôi, mình mà phe phái gì sao? Tôi cũng tính như ông kỹ sư vậy. Chính trị là cái con mẹ gì, nhức đầu quá trời. Đâu có tiền là mình ngã theo. À, nhắc tới tiền tôi mới nhớ, ông kỹ sư có mang theo tiền cho đàn em không? Ừ. Đây, 10.000 như anh hỏi. Ông kỹ sư tốt quá. Quan cho em lắm. Quan hả? Chó đẻ.
mày cù bơ cù bất lên Sài Gòn, ai dớt mày lên khỏi cảnh ăn xin? Tại sao mày bán đứng anh em tao cho thằng Nhu? Ai nói với nó về việc phá hoại còn chưa yên hả? Mày khoe mày là người nhái, té ra để nạp đầu tụi tao cho Ngô Đình Diệm. Không có rồi anh ba ơi, ai độc mồm độc miệng du qua giá quả cho em đó. Mày còn leo léo nữa hả? Thằng Nhu thưởng mày mấy chục ngàn đây. Thằng này là kỹ sư luôn, nó cùng kháng chiến với em. Hồi đó em với nó xích mích, bây giờ nó rủ em đi nhậu, kêu bằng xóa bỏ tù quán cũ. Mày có phải mộ hạ của thằng Nhu hay không? Xuống âm phủ mà cãi. Tao biết nó là thằng Luân, mày khỏi cần giới thiệu, lôi nó đi. Anh ba ơi, anh thương giùm em, tội nghiệp em anh ba, tội nghiệp em anh ba. Anh ba ơi, em quát cho em lắm. Anh ba ơi, anh thương giùm em đi, quát cho em lắm. Anh ba ơi, anh ba ơi, tội nghiệp em anh ba ơi. Anh ba, quay cho em ra, quay cho em ra.